Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua, khối không khí lạnh ở phía Bắc vẫn tiếp tục được bổ sung xuống nước ta và các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiệt độ đã giảm xuống dưới 18 độ, trời rét. Ngay như khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng hạ xuống còn từ 19 tới 20 độ, cộng thêm việc trời vẫn mưa khiến cảm giác rét sẽ càng tăng thêm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ hôm nay, gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 tới cấp 7 giờ cấp 9. Dự báo phải từ chiều nay, miền Bắc mới ngớt mưa dần, nên nhiệt cao nhất trong ngày thì vẫn có sự phân hóa nhẹ giữa vùng núi, trung du và khu vực đồng bằng. Còn tại miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, có tọa độ hồi 4 giờ sáng nay ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông. Vì thế mà từ đêm qua đến hết ngày 17 tháng 10, khu vực sẽ bước vào đợt mưa to đến rất to. Trong đó khu vực Thanh Hóa cũng như là Nghệ An có mưa to với tổng lượng mưa từ 70 cho tới 150mm một đợt, cục bộ có nơi trên 200mm. Các tỉnh từ Đà Nẵng và Quảng Nam có tổng lượng mưa phổ biến từ 100 cho tới 300mm một đợt, có nơi trên 300mm. Đặc biệt với các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế, tổng lượng mưa cả đợt sẽ lên tới từ 300 tới 600mm một đợt, có nơi trên 600mm. Với lượng mưa lớn như vậy, thì khu vực từ Nghệ An tới Quảng Nam khả năng cao sẽ phải đối mặt với một đợt lũ lớn. Trong đợt lũ này thì đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, sông Bồ, Thừa Thiên Huế sẽ lên mức báo động 2 và báo động 3, có nơi trên báo động 3. Thượng lưu các sông ở Nghệ An, sông La và Hà Tĩnh, sông Hương của Thừa Thiên Huế, sông Vu Gia ở Quảng Nam sẽ lên mức báo động 1, báo động 2 và trên mức báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, đặc biệt là các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Bà con khi thấy các dấu hiệu xuất hiện như lũ quét, mưa lớn nhiều ở vùng thượng lưu thì cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến những nơi có vị trí cao hơn. Do có mưa nhiều nên trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, nhiệt độ sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 22 cho tới 24 độ, trời se lạnh. Trong khi đó ở các tỉnh từ Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế, nhiệt độ là từ 24 tới 26 độ và khu vực từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 27 cho tới 31 độ. Với khu vực phía Nam, dự báo chiều và tối nay Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có những điểm có mưa vừa, có nơi mưa to, với tổng lượng mưa từ 20 tới 40mm, có nơi trên 50mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Kon Tum, Gia Lai chỉ dao động từ 24 tới 26 độ. Khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng có mức nhiệt cao hơn từ 27 cho tới 29 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, mức nhiệt là từ 30 cho tới 32 độ. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 25 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời lạnh. Vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 tới 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa to, rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 tới 26 độ, phía nam là từ 25 tới 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, nhiều mây, phía bắc có mưa vừa mưa to, riêng phía bắc đêm có mưa vừa mưa to và dông. Phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, phía bắc gió tây bắc, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 31 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào rải rác, có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần đến cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần đến cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 tới cấp 5, chiều mai tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.